Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2020, cơ sở đồ gỗ đổ đá Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng bức vỏ sò tai tượng được điêu khắc bát mã thành công, hay còn gọi là mã đáo thành công, được đục tay kênh bong sắc nét. Trên màn hình các bạn đang xem đây là một bức vỏ sò tai tượng dài 72 và chiều rộng là 42 của khách hàng ở Hải Phòng. Chúng tôi đã điêu khắc bức bát mã thành công, tức là 8 ngựa. Quý vị cùng chiêm ngưỡng này, toàn bộ là được điêu khắc bằng tay thủ công. Thì cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi nhận điêu khắc vỏ sò tai tượng với các cái mẫu mã đa dạng như bát mã thành công, vinh quy bái tổ, hay là đồng quê, tứ linh. Tứ linh gồm thì long ly quy phụng. Thì trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu hai bức, của một bức bát mã thành công và một bức tứ linh hội tụ. Tôi giới thiệu bức bát mã trước. Bát mã là gồm có 8 ngựa và xung quanh đó là có cả núi, cả cây, cây tùng. Phối cảnh thêm để cho bức bát mã được sinh động hơn. Thì quý vị ưng mẫu cái sản phẩm này, quý vị có vỏ sò tai tượng, quý vị hãy gửi về cho chúng tôi tại địa chỉ làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thì chúng tôi sẽ điêu khắc, sau đó thì chúng tôi sẽ lại gửi lại vỏ cho quý khách. Và đây là bức tứ linh hội tụ, quý vị cùng chiêm ngưỡng. Trong clip trước chúng tôi cũng giới thiệu rồi. Bức tứ linh này gồm có long ly quy phụng, rồng, phượng, kỳ lân và rùa. Đó là bốn cái linh vật thiêng gắn liền với tâm linh con người của người dân Việt Nam. Quý vị mà muốn điêu khắc vỏ sò tai tượng, quý vị hãy cứ liên hệ về cho chúng tôi qua Zalo 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn mẫu mã và báo giá kích thước từng sản phẩm một. Quý vị ở xa không về được thì quý vị hãy gửi xe khách cho chúng tôi. Quý vị có thể xem các cái video clip mà chúng tôi đã giới thiệu từ trước rồi, rất nhiều mẫu mã đa dạng như thần tài, hay là tứ linh, bát mã, vinh quy bái tổ, đồng quê, giỏ hoa và Phật bà Quan Âm, rất nhiều. Tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị hãy đăng ký kênh, cập nhật các cái video mới nhất và hẹn gặp lại quý vị trong các cái video tiếp theo.